Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc quả chuông để trang trí Giáng sinh. Thì quả chuông này mình sử dụng hai màu len, một là để móc chuông và một là để trang trí phần thân của quả chuông như thế này. Thì Giáng sinh các bạn có thể dùng màu đỏ hoặc là màu trắng, cũng có thể móc màu xanh tùy ý các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kim móc 3 mm, kim gài đánh dấu, kim khâu, một hạt nút gỗ, kéo để cắt, và len ở đây mình sử dụng len Venus, mình chập hai. Còn các bạn cũng có thể dùng các loại len mà các bạn có, ví dụ như là Vĩnh Thịnh hoặc là Len Mew. Loại len nào cũng được hết, nhưng mà phải phù hợp với kim móc 3 mm, không to quá và không nhỏ quá. Cách móc như sau. Phần chuông này mình sẽ móc từ trên đỉnh và móc xuống. Chúng ta sẽ khởi tạo mũi đầu tiên. Móc lên 2 mũi bính. Móc vào trong mũi bính thứ nhất này, tổng cộng là 6 mũi đơn. Khi mà móc được mũi đơn đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng kim gài để đánh dấu mũi này lại. Đây là mũi đầu tiên. Tiếp tục móc vào bên trong này. Tổng cộng 6 mũi đơn. Sau đó, các bạn sẽ móc vòng thứ hai. Không kết, ở đây chúng ta sẽ không kết vòng các bạn, mà chúng ta sẽ móc luôn vòng thứ hai, thì giống như là vòng xoắn ốc. Các bạn sẽ đâm kim vào trong mũi đầu tiên, là cái mũi mà lúc nãy chúng ta đã đánh dấu đó. Các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi đơn cùng một chân. Mình cũng đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại. Tiếp tục các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một chân. Và mũi tiếp theo cũng móc 2 mũi đơn vào cùng một chân, lặp lại như vậy cho tới hết 6 mũi. Ở đây khi móc thì mình giấu luôn cái sợi thừa này, mình móc vào luôn. Như vậy là vòng thứ hai này, chúng ta sẽ có tổng cộng 12 mũi. Vòng thứ ba, các bạn cũng móc vào trong phần mũi đã đánh dấu một mũi đơn, đây là mũi đầu tiên, đánh dấu lại. Mũi đơn này các bạn chỉ móc một thôi. Rồi các bạn sẽ móc vào mũi tiếp theo này, 2 mũi đơn cùng chân. Tiếp tục một mũi đơn. Rồi mũi tiếp theo sẽ là 2 mũi đơn cùng chân. Như vậy các bạn sẽ móc
cứ một mũi đơn thì các bạn móc hai mũi cùng chân. Như vậy là hàng này chúng ta sẽ có 18 mũi. Một mũi, hai mũi cùng chân, một mũi, hai mũi cùng chân. Một mũi, hai mũi cùng chân. Vòng thứ tư, các bạn cũng móc vào phần mũi đã đánh dấu này. Mũi đầu tiên, một mũi đơn, đánh dấu lại. Mũi thứ hai, các bạn cũng móc một mũi đơn. Mũi thứ ba thì chúng ta sẽ móc hai mũi đơn cùng chân. Tiếp tục các bạn sẽ móc một mũi đơn. Mũi tiếp theo cũng là một mũi đơn. Mũi thứ ba mới là hai mũi đơn cùng chân. Như vậy là cứ hai mũi đơn thì chúng ta tăng mũi một lần. Lặp lại như vậy cho tới hết vòng. Thì hết vòng này chúng ta sẽ có 24 mũi. Cứ hai mũi đơn thì các bạn sẽ móc hai mũi đơn cùng một chân. Sau khi chúng ta tăng lên 24 mũi thì sẽ không tăng mũi nữa, mà bây giờ chúng ta sẽ móc hoàn toàn bằng mũi đơn. Chúng ta sẽ đánh dấu lại mũi đầu tiên để phân biệt những chỗ mà bắt đầu vòng mới. Thì vòng này các bạn sẽ móc mũi đơn hoàn toàn, không tăng mũi. Tổng cộng chúng ta sẽ móc 24 mũi đơn. Các bạn cứ móc mũi đơn như vậy cho tới khi mà chúng ta có được 8 hàng mũi đơn không tăng không giảm. Các bạn cứ móc mũi đơn cho tới khi mà tới chỗ đánh dấu này là hết một vòng. Thì các bạn sẽ móc một vòng mới. Lấy kim ra, móc một mũi đầu tiên và đánh dấu lại. Chúng ta sẽ móc tổng cộng là 8 vòng không tăng mũi. Sau khi chúng ta móc xong 8 vòng không tăng mũi thì sẽ tiếp tục tăng mũi như sau. Mũi đầu tiên các bạn cũng móc một mũi đơn. Mũi thứ hai cũng móc một mũi đơn. Mũi thứ ba cũng móc một mũi đơn. Và mũi thứ tư thì chúng ta sẽ móc hai mũi đơn cùng một chân. Tiếp tục các bạn sẽ móc ba mũi đơn bình thường.
Mũi thứ tư các bạn sẽ tăng mũi, đó là hai mũi đơn cùng một chân. Cứ 3 mũi đơn thì các bạn sẽ tăng mũi một lần. Hết vòng này thì chúng ta sẽ có 30 mũi. Vòng tiếp theo, các bạn sẽ không tăng mũi mà chúng ta sẽ móc 30 mũi đơn. Các bạn móc mũi đơn cho tới hết vòng. Vòng tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tăng mũi. Đó là cứ 4 mũi đơn bình thường thì các bạn sẽ tăng mũi một lần. Thứ năm, chúng ta sẽ móc 2 mũi vào cùng một chân. Tiếp tục móc 4 mũi. Mũi thứ năm tăng mũi. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho tới hết vòng. Thì hết vòng này, chúng ta sẽ có 36 mũi. Sau khi móc xong vòng này thì các bạn sẽ móc một mũi trượt vào mũi đã đánh dấu này. Tiếp theo chúng ta sẽ móc vòng cuối cùng là viền chuông như thế này. Các bạn móc lên một mũi bính, một mũi đơn vào cùng chân với lại mũi trượt mà lúc nãy chúng ta vừa móc. Móc 3 mũi bính. Các bạn sẽ đếm bỏ qua 2 mũi không móc và móc một mũi đơn vào mũi thứ 3. Tiếp tục móc 3 mũi bính, bỏ qua 2 mũi không móc và móc 1 mũi đơn vào mũi thứ 3. Tiếp tục 3 mũi bính là 1 mũi đơn vào mũi thứ 3. Các bạn sẽ móc như vậy cho tới hết. Cứ 3 mũi bính, bỏ qua 2 mũi và móc 1 mũi đơn vào mũi thứ 3.
đến mũi cuối cùng thì chúng ta không móc mũi đơn mà các bạn sẽ móc mũi trượt vào trong mũi đơn đầu tiên này. Và các bạn sẽ kết thúc cắt sợi. Chúng ta sẽ giấu cái sợi thừa này. Các bạn có thể dùng kim móc để giấu. Còn đây mình dùng kim khâu. Mình sẽ khâu, mình sẽ luồn kim vào trong những mũi ở bên trong này. Mình giấu cái sợi thừa này vào trong. Sau đó mình cắt sợi ở bên đầu này, mình cũng cắt. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phần dây ở bên trong của chuông này. Thì phần dây này các bạn có thể dùng cùng màu với chuông hoặc là khác màu đều được. Các bạn sẽ móc 70 mũi bính. Sau khi móc 70 mũi bính thì các bạn sẽ cắt sợi và gấp đôi dây 70 bính này. Các bạn gấp đôi lại. Mình sẽ thắt một nút ở phần đầu này. Sau đó mình sẽ luồn phần dây này vào bên trong quả chuông. Thì mình sẽ dùng kim móc. Mình đâm qua quả chuông như thế này. Và các bạn sẽ móc sợi dây này. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng kim khâu. Chúng ta sẽ luồn phần sợi này vào trong kim khâu và các bạn sẽ đâm kim qua phần quả chuông và các bạn lấy ra dễ dàng. Sau đó chúng ta sẽ dùng hai sợi này để thắt nút ở bên trong của chuông. Mục đích thắt nút này là để cho sợi dây này không có bị xê dịch và bị tuột ra. Phần đuôi này chúng ta sẽ xỏ hệt nút này vào.
ngoài cũng thắt nút ở phần đầu này lại. Sau đó thì mình sẽ cắt cái đoạn thừa này đi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thêu những hoa văn ở trên quả chuông như thế này. Mình sẽ dùng kim khâu và các bạn sẽ cắt một đoạn len màu các bạn muốn thêu. Sẽ đâm kim từ bên trong của quả chuông. Các bạn sẽ đâm kim từ trong ra ngoài để chừa phần đuôi này ra một đoạn. Tiếp tục chúng ta sẽ đâm kim lên phía trên thì khoảng cách là khoảng 5 mũi. Đưa kim sang phía bên trái. Mình sẽ thêu một chữ thập dài như thế này. Sau đó mình sẽ thêu đường chéo ngắn hơn. Hai đường chéo ngắn hơn. Và chúng ta sẽ cắt sợi. Dùng hai sợi này, các bạn sẽ thắt nút buộc ở bên trong. Cái sợi thừa này đi. Các bạn có thể thêu 2 hoặc 3 hoa văn tùy ý. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một quả chuông để trang trí Giáng sinh. Chúc các bạn thành công.